Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nay cát nhật đồng thời long vân khánh hội tháng 8 nhập trà tháng 3 nhập mẹ tháng cả nhập lớn ngày nay tháng cả nhập sơn lâm sơn trang thủ nhang học nguyên trung tâm thủ nhang bản tự ly ứng điện tại 241 Đê La Thành quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Nhất tâm tưởng vạn xạ tâm cầu ngày hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt ngày tốt tháng lành ngày lành cát sở đại an để loan xá phục hành bắt ghế vua mẫu ngồi làm ngôi đình thần tam tứ phủ ngư. Thì để ngày nay nhân duyên học nguyên con được loan giáo phục hành thì xin cảm tạ đến các chư vị chủ nhân thanh đồng đạo quan hai hàng bốn phủ lưu tế gần xa bách gia trong họ đã về đây để tác phúc trợ duyên cho canh đàn của học nguyên chúng con. Dạ A Di Đà Phật, xin phép các gia các chủ cũng như là các thanh đồng đạo quan cho học nguyên con xin phép ở được loan giáo phục hành ạ. Đạo Phạm Nam Thành Ngô Binh Nghi, Đạo Phạm Đi Nam Thành Nghi, Thánh Đồng Sẹt Phát Nghi, Tùng Hoàng Nghi. Thực ra, Thánh Cả Đại Vương Nghi, cung thịnh mời, Thánh Cả Đại Vương Nghi, Lai Lập Giác Gia Nghi, Để Trung Nghi, Uy Thánh Gia. Nơi chân thị mở mang Nam Hải nghi đức Phật Đề Tam Mi người dòng dõi nghi kiềm trì
chết quỳnh con lớn tiên đi ai và tiên đi ngồi chuộc chén diều làm phong chúc đức nghi ông ngài vạn tuế thành cung ngài xa tay giáng phúc hình hai trong muôn dân ngô đều an cát khánh ý đường thần tiên vương cô đề nhất ngã
đất Mạc Phường là đất trồng hoành, cô nhất Kim Chi Ngọc Điệp xanh xanh, thái sư nhất phẩm mơ quyển hành trong tay ra. Tên gọi đại hoàng tô đôi vương cô, tên gọi đại hoàng anh minh loan ra về đền thì cô giúp cho. Thank you.
hạ bút phê sai thiện nhang, hạ bút phê sai cảm phiền chưa thương người đáo lai độ chỉ tả sai binh bộ kinh tùy con số dâng lên thương lại con số dâng lên đi cổ về tàu đôi chép biến gió dạng về cho kể từ trường sinh trường sinh y cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho phúc lộc đôi đường phúc lộc đôi đường phê cho phúc lộc đôi đường nghỉ mùa xuân cầu lộc nghỉ thu đông cầu thành đẹp về tông bách chư cầu lòng lòng nghi tu nông cầu tài vô của tông bách chữ tài giải ách chữ tài ông giải ách chữ tài giải ách chữ tài cô về giải ách chữ tài ngự lên đồng đồng cứu dậy nhân gian cứu đầu cho chó bình an trong tay có ba ngàn dấu ấn trong tay 900 đạo cụ phật tổ truyền ban cô về cứu trợ nhân gian cứu trợ nhân gian cô về cứu trợ nhân gian đi cứu đâu đắp đó cửa nhà bình an cô về dấu ấn trong tay Chân là bờ chính đông vừa sai cầu chân giữa dòng ra
hương thì con rất đệ nhất thiên thiên đi cung thịnh mời mẫu đệ nhất đi thiên thiên thành vân công chúa thượng thiên đi mẫu ngự về vân ca tôn về đất phù dày vân ca đi thôn quê hưng thiên bản nhà lê mẫu cải trần hướng xạ nhật pháp rơi mông văn chư Phật hải hội tất giao vân tùy sứ kết cùng vân thành ý hướng vân chư Phật kiện toàn thân tâm bồ nhang cứng giảng bồ tát ma ha tát bồ nhang cứng giảng bồ tát ma ha tát bồ nhang cứng giảng bồ tát ma ha thanh gia mẫu đề nhị chúa chiến đan hải ngạn đô nhật minh hương gia du tử mẫu lượng vô hương hỏa lội đắc thanh tâm trí tâm kim cương nhất chú biến thập phương tam mô nhâm cúng giảng đồ tát ma ha tát tam mô nhâm cúng giảng đồ tát ma ha tát tam mô nhâm cúng giảng đồ tát ma ha tát xin loan thánh gia hồi cung mẫu đề tam nhi giới định chân phân khởi xung tiên thương đề từ thiên thành nghiệp tài kim lô vong quang các nguồn uy thiên man thập phương tích nhập gia du biến nạn tiêu tai chân nam mô nhang hương vân cái bồ tát ma tát mô vân cái bồ tát ma tát mô vân cái bồ tát ma tát sẽ hoa thánh gia khai quang dòng nhang cờ diệu quang miên chiếu từ trung ngã tích ta cúng giang kim phụ hoàng thân cận thánh chúa tiền trục trường thánh gia hương một chiến đi dốc lòng thành kính nghi cung tình người lê mại đại vương miền tuyên quang đức minh chuông ngàn con vua đế thích giáng sinh vào quý tộc lê gia lâm thập ngày mùng ba tháng hai phương phi yêu điều lẽ dịu dàng dương nghi liệu tốt tươi dùng nghề vốn sẵn từ trời thank you.
nhìn càng nghe thắm càng giòn. Cổ cao như ba ngân ni, mặt mặt ni tròn khuôn trăng ni. Tay cắp đút hàm răng nghi ngọc thạch, tay hoạn vàng nghề hồ phách kim cương. Cuộn cuộn chân chân đi áo chẽn khác thường. Nghi nhan sắc nghi xa tương hài, má phần môi son nghi hài xanh đục đỉnh lên ngon nghi. Sơn trang thú phục cầm kinh kinh khi vui trời chốt hiếu tình nghi. Sơn Trang
đăng chúa soi sáng gần xa, soi cho vòng nước được là hoa bốn mùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyệt hồ sức văn văn chua bói, Nguyệt Nguyệt hồ soi chăm chăm què bói, không ma sai kẻ nào. Ai lên tới cao sơn bạch ngà mã hỏi thăm đi, chúa Nguyệt là nơi nào hỏi thăm mà ga kép đi vào đi. Thank you.
độc hái dành cho đồng nghi, hái trăm hoa đêm về dâng môi, độ cho đồng phúc lộc được dài lâu. Thank you.
cô chú Nguyệt ngồi gọi voi rất hay xem trong gia sử hôm nay. Chúng
thần nữ đền thờ Chí Công Hùng Vương Thánh Tổ Lạc Hồng Nghĩ A. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương nghi. Cung thình nghi mời Chúa quận ngũ phương, giá viên đất nước vẫn còn sự danh. Có đền thờ Chúa Am Thanh cảnh vắng, thu hữu tình cảnh vật sinh sôi đôi bên, lòng lòng hồ đua châu ý. Đức Phật và đại xá từ bi à. Bài sai đỗ chiều lục cung, nàng ơn nàng ái vốn dòng sơn cha, tình nhiên ngày bằng chúc bằng già à. Tay cầm kính tẩu hát
phục linh nga. Trên rừng cấm ngày ngày tu luyện là có phép phép tiên ta quỳ sợ uy long xà hổ phục tâu quỳ bi nông người ơ lòng ơ. Phục tâu quỷ muôn loài muôn thú đều thì phục công. Miền sơn động chúa ngồi đàn hát, đàn ấm dương gọi hồn thế nhân. Một đời làm phúc cứu dân đi nọ người. Bà nhị bà tam minh à, vâng lời thượng đế xuống chân cứu dân ní à. Chúa bà gia cứu bà gần ở trên địa địa ngọc muôn phần phần đừng 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 tỷ nọ. Âm binh nghĩ à, thuộc phong đại phật lên hình chúa thiết ni à, tay cầm đàn tinh tinh đanh đanh đền đi tiêu tiêu khúc khúc nhạc ở trên thượng đàn tỳ lò người tỳ lò ơi tỳ lò người. Núp các làng nghỉ nha, cưỡi trên mình ngựa hai hàng quân muốn theo ý nha. Lọt cao gió hát suối reo, chúa bà giá ngự chân chân đèo mở xa. Tỳ lò người, tỳ lò ơi, tỳ lò người. Đừng lấy sơn trang tỳ lòng người.
Lạng Sơn chuông ngự thạch bàn đi à, tay cầm tính tàu tàu hạ vang núi rừng trên rừng cấm ngày ngày tu luyện có phép tiên ta vì sợ bị nòng người ơi lòng ơi bị nòng người rượu tâm năm hiến đủ ba vò ý cơm lam thịt thịnh không hề chậm chậm không ý ý lòng cờ diều quang miên chiếu từ trung ngã tích tàng cũng xa kim phục hoàng tân cận thánh chúa tiên trung thường ý à bài sáng hai nối chiều lùng lùng cống chuẩn chùa hy vốn dòng sơn trang tinh 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 hay mang mang chúc mang mang vàng một sơn sắc tốt tươi dường già nên trên ngàn năm có nhiều hoa ý ngàn xanh năm có nhiều hoa chú bà đốt đuốc vào xa sớm chiều chiếc hồ mây lặng chiếu lưng lưng đèo ý
về hoa ban nở trắng đi. Mùa thu về hoa cúc vàng tươi. Sông rộng 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 trên sườn núi sau đường đèo người đèo ca hát. Sông rộng 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 trên sườn núi sau đường đèo người đèo đi về đi lo người sao lo ơi. Trong càng thắm